thưa Thầy, khi tụng kinh của pháp môn tịnh độ, phần hồi hướng có câu chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Chúng con theo Thiền Tông thì tự giải mã câu này là giải thoát ở đây là giải thoát khỏi sự khổ đau, phiền não, được vãng sinh lên cõi trời tịnh độ, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc, được hưởng đời sống sung sướng như tiên, theo cấp bậc của chín phẩm đó, nhưng vẫn nằm tại vòng hoàng đạo thứ ba trong tam giới 10.000 năm mà chưa được giải thoát đúng nghĩa là giải thoát khỏi nhà lửa của tam giới về Phật giới. Nhưng khi chúng con đi làm công đức, chúng con tiếp duyên với Phật tử tịnh độ thì họ nhất nhất khăng khăng là đây là kinh của Đức Phật dạy thì tu tịnh độ dứt khoát được giải thoát. Vậy kính xin Thầy giải thích giúp chúng con hiểu giải thoát một cách tường tận ạ. Giải thoát bên tịnh độ ạ. Giờ cứ giống như con đang làm ruộng, phải không? Con làm ruộng cực quá, giờ con giải thoát vô thành phố ngồi làm phu nhân á, mạng phụ phu nhân, con có thể qua khỏi cái sanh lão bệnh tử không? Có nghĩa là giải thoát tịnh độ có nghĩa là không mang cái thân tứ đại mà mang cái thân điện từ. Làm sao giải thoát? Giải thoát thân tứ đại, mang thân điện từ. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có nói câu là tam giáo tam giới vô an du như quả trạch. Ở đây mà cực lạc nó cũng là trong thế giới vật lý thôi, gọi là thế giới này là thế giới tứ đại, còn thế giới kia nó gọi là thế giới điện từ 12 màu sắc. Nó cũng anh nằm ở trong quy luật này thôi, nó sống vì nó điện từ, nó không có bệnh. Mình đây tứ đại bệnh chứ điện từ nó không có bệnh, hết phước hết tuổi thọ là nó trở lại thôi, thấy không? Người ta không có hiểu thì mà ta mới cãi vậy thôi, chứ bây giờ con mà muốn thu phục được người ta đó, con cầm cái bản đồ tam giới ra đây nè, trái đất ở đây nè, cực lạc ở đây nè, cọc hoàng ở đây, thượng đế ở đây nè, đâu nó cũng quay mà, nó quay trong tam giới mà, làm sao thoát được? Muốn thoát ra được phải đi ra ngoài cái quy luật vật lý này, đi vào trung tâm vận hành đúng hồn mới đi ra được. Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới dạy được cái đường này thôi, còn ngoài ra không có thiền nào dạy được cái này hết. Con về con đưa cho người ta, muốn tranh luận bây giờ nè, muốn tranh luận phải được coi cái tam giới. Rồi thứ hai nữa, con muốn tranh luận người ta mà thuyết phục được cái này nè, thì con phải đưa cái câu này nè: trái đất là nơi ngũ thú thập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, tu ai và đi đâu, lại ai, cầu ai, xin ai. Trái đất là ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ, giờ mình tu sao đây? Mình vừa ngồi thiền muốn cái gì thì thánh nhập vô rồi, nhập vô rồi muốn nói gì nói. Tu bởi vì tại sao trong cái chùa này gọi là tu thành Phật chứ không phải tu thành thánh, tu không phải thành thần. Đây này rõ ràng cái chùa ta ghi là tu thành Phật chứ không phải tu thành thánh. Phải hiểu này, con đưa những cái này con mới thuyết phục người ta được. Bây giờ ai muốn cãi gì cãi, con đưa cái tam giới ra, rồi con đưa cái bản đồ ngũ thú tập cư ra, rồi hai cái này con khóa họng người ta hết. Giờ em giải thoát sao nói tôi nghe coi. Rồi bây giờ đó, rồi mai mốt nè, có cái gì quyển giáo lý đó con cho người ta mượn đọc, đừng cho luôn đó, nó lấy hết á, thấy không? Đâu nhiêu đó người ta hiểu được cái này thì con giải thích rất nhẹ. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con đã hiểu, con cảm ơn Thầy ạ.